buổi đi hôm qua đạt rất nhiều kết quả tốt đẹp và chúng ta đã đến gặp mẹ của non và mẹ Anthony. Hai cái resultat đó, hai cái kết quả đó rất là có nhiều hứa hẹn và đưa đến chúng ta thành quả rất lớn cho cái toàn bộ cái cuộc họp buổi đi hôm nay. Có khỏe không? Khỏe không? Không có chạy đôi là tôi lại không đi nổi đó. Nhưng mà có anh em thì vui vẻ. Anh đi bò ngày hôm qua thấy anh đi cũng khỏe lắm mà. Bữa tối qua có mệt mỏi gì không? Không, anh biết rằng tôi không có ngủ được, thành ra tôi đi bộ cũng không được như mấy anh chị em đâu. Thua mấy chị sao đó. Anh đi vậy là hay quá sáng rồi. Thì cũng cố gắng, còn nước còn tác anh ơi. Dạ rất là thích thú được tham dự vào cuộc đi bộ ngày hôm nay và kết quả rất là khích lệ. Ngày hôm qua chúng ta đã gặp được hai nơi, Monsieur Lemaire ở Năng và ở Anceny, thì kết quả rất là khích lệ bởi vì chúng tôi đã tới thẳng Mary Năng mà chúng ta biết là cái ông thủ tướng của Pháp bây giờ là ông là Anceny của Năng ngày xưa. Thì khi mà chúng tôi vào trình bày thì cái người ở đó họ rất là chú ý tới vấn đề của chúng ta đưa lên và họ đã nói là họ sẽ trực tiếp nói chuyện với ông thủ tướng hiện thời để mà can thiệp cho chúng ta trong vấn đề này và chúng tôi rất là hài lòng. Đây là chuyện vui lắm rồi và chúng ta cũng đều vui. Tất cả chúng ta đều vui và tôi xin nói là tất cảm ơn tất cả tinh thần của tất cả các anh chị em ở đây, có những người đa số là cao tuổi mà vẫn hăng hái bước đi cho những cái bước mà tranh đấu cho nhân quyền. Và cũng thêm một lời nữa là cảm ơn cả hai anh chị người Pháp đã tới tham dự với chúng ta. Đó, tất cả cái tinh thần đó là tôi rất là cảm động. Cái vấn đề mà đi bộ đối với tôi không có thành vấn đề. Ai đi tới đâu tôi đi tới đó. Nhưng mà chỉ có tiếc cái là trong nhóm Paris đó lên có 7 người thì trong số 7 người chỉ có 2 người lái xe được thôi, là anh Hiệp và tôi. Thành ra nếu mà anh Hiệp mà lái xe thì tôi mới đi bộ được, mà tôi mà đi bộ thì anh Hiệp lại phải tôi mà lái xe thì anh Hiệp lại mới đi bộ. Thành ra thiếu cái về vấn đề về nhân sự về vấn đề đó. Ôi, ngày hôm qua là chúng ta được đặc biệt là ông mayor của Anceny với lại chánh văn phòng của ông ấy tiếp chúng ta rất là ân cần và rất là niềm nở, và ông đã ký ngay vào cái bản thư mà chúng tôi đã đưa lên. Còn ở Năng thì vì có sự hiện diện của ông Jean-Marc Ayrault ngày hôm qua cho nên buổi sáng, lẽ ra buổi sáng là ông phải tiếp đoàn chúng ta, nhưng mà vì bận tiếp ông thủ tướng thành ra cái cuộc hội kiến nó phải rời lại vào 5 giờ chiều. Thành ra đoàn phải chia ra làm hai phần, một phần phải ở lại Năng để gặp ông Mayor de Nantes, phần còn lại thì đi bộ tới Anceny để gặp ông Mayor Anceny. Nhưng mà nói chung thì mọi việc cũng rất là tốt đẹp. Bộ rất là khỏe nha. Không, tại vì Hoài Phương là đã chuẩn bị sức để đi tham dự rồi. Thành đã tập luyện sẵn sàng cho cái cuộc đi bộ này. Chỉ có cái điều là tính không có tập luyện, mới tập luyện thành ra là không có nghĩ rằng sẽ đi được cả một cái cuộc hành trình tham dự tất cả các cái etap của 9 etap, nhưng mà cũng định chỉ là 2 ngày đầu thôi, nhưng mà vì bây giờ là cần người ở lại mà hiệp trợ thành ra là Hoài Phương sẽ ráng cho tới một tuần lễ đầu. Còn về cái cuộc đi bộ ngày hôm nay thì Hoài Phương thấy rằng là mình đây là lần đầu mình đi và mình như bà Dominic hôm qua cũng nói như thế là rất là positive, tức là chúng ta đã làm được những việc chúng ta đề đạt và chúng ta đã trải qua tất cả những cái khó khăn, thì hy vọng là những ngày tới nó sẽ tốt đẹp hơn. Oui, bon, on aimerait bien partir parce qu'il fait froid et là on se refroidit. Voilà. Ben, je pense que ce que nous faisons est utile et que c'est nécessaire et que je pense que ça peut faire bouger les choses.
ça peut, on peut trouver à travers nos politiques une possibilité d'améliorer la situation au Vietnam. Je pense que ça, c'est ce qui est important. En plus, actuellement, le maire de Nantes, enfin, l'ex-maire de Nantes est le Premier ministre. Donc, passer à Nantes était important pour essayer de le sensibiliser aux problèmes du Vietnam après. Et étant donné la visite du Premier ministre vietnamien. Et nous continuons. Bon, avant de partir, aujourd'hui, là, on remercie tous qui participent avec nous au marché aujourd'hui, et particulièrement nos amis français qui participent avec nous. Et merci pour tout. Et on commençait, on met à côté tous nos différents. Chúng ta đang tiến hành hình ảnh chúng tôi đang trước mặt trước khi lên đường chúng ta rồi. Hát cái bài quốc ca cho nó để chào quốc kỳ rồi lên đường. Đồng đồng đi đi sinh tiếp gì thân sông vì tương lai của dân cùng sóng pha với tên. Làm sao cho nước sông từ nay luôn vững bền, cho thấy bơi trên sông cao. Giờ ngày mau nào đến bao, ngoài gió ngập nghiêng mái cần, tay mình người con cùng dân luôn vững bền tâm trí. Cùng tráng kia trên đó làm cho con nhớ đàn niềm người Việt Nam. Trong dân ơi, mong nhớ con cưới thơ thông dân ơi, có làm cho mọi vương thoát cơ, chẳng pháp lễ vào ngày sắp, chúng danh nghìn năm tầm cầu ngạc hồ. Xin chào anh Đông, chào các bạn. Cuộc tiến hành cái cuộc đi bộ thì hôm qua đã bắt đầu thì là rất là mọi việc đều êm xuôi, không có chi hết. Có một điểm là tôi rất tiếc là bởi vì tôi phải lo chiếc xe, chạy xe rồi tôi đã làm một cái sai lầm, nhưng mà để cái chìa khóa trong đó thành ra mất thì giờ anh em. Dù sao nữa thì qua những cái việc làm của anh em thì là rất là tốt, khi mà chúng ta đến Năng Tờ đã được conseiller của Năng Tờ tiếp. Và khi chúng ta đến Arseny thì cũng được công mayor của Arseny tiếp, và họ rất là thông cảm, và họ bây giờ họ mới hiểu được cái cuộc tranh đấu của chúng ta là ở quê hương mình không có nhân quyền và có những người bị tù đày rất nhiều, và họ rất là thông cảm, và họ hứa là họ sẽ chuyển những cái tâm tư cái quyết của người Việt chúng ta ở hải ngoại cho chính quyền Pháp, để họ hiểu rằng khi tiếp đón Nguyễn Tấn Dũng họ phải nói lên tiếng nói của người dân Việt Nam, xem lại và phải thả những tù nhân, cái đó là cái điều quan trọng nhất, những tù nhân chính trị. Và chúng tôi nhắc lại, trong những tù nhân chính trị có ông Nguyễn Hữu Cầu, có những người già tới trẻ rất là khổ sở trong những nhà tù, rất cần những cái sự giúp đỡ của chúng ta qua những tranh đấu hay là những cái tiếng nói của quốc tế. Xin kính chào các anh chị. Và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục cho tới khi nào, tới ngày 24 và ngày 25, cái đoàn đi bộ này đi về tới Paris và tới Quốc hội, để cho người Pháp thấy rằng chúng ta, người cộng đồng Việt Nam chúng ta vẫn còn ở đây, chứ không phải không còn, chứ không phải quên những cái cuộc tranh đấu, những khắc khổ của quê hương. Đã 20 năm qua, dù cuộc sống cũng đã nở hoa, những bông hoa xinh tươi nở rộ trên những ai bao la. Yeah, oh, that was going to be the most.
có lúc xe nhà em đi bộ. Nói xa lạ nhìn đường phẳng phía muôn xa, nghe lòng tôi thân từng bước, nhờ đời dạy nắng lối tới thành bên phố quen đường. Người dẫn đầu bạn bè dài người dẫn đầu ra nước riêng nhìn thân vận chuyển. Xe bên tắm, đạp thứ nhì. Không nghe kêu lâu nữa. Ông Sơn Yên, ông Sê, 46 cây số. Lòng vẫn nhớ quê nhà, ngày hiên chuồng chờ giấc mong khi trời mưa đêm đề sáng. Đời dù buồn vui vẫn thế, đừng gây thêm chia lìa. Lạc loài là một nỗi đau, thanh nhau dòng hơi tình đồng nhau. Trời đông cháy le 16. Il y a Madame Rosemarie Véron qui a joint au maire en charge des actions sociales qui va vous recevoir. C'est... Merci. Vous, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. En fait, des plus fragiles de la ville, que ce soit financièrement, socialement, concernant l'avancée en âge, et de la vie associative, parce que je pense que vous êtes aussi une association, n'est-ce pas, hein, qui est vraiment le cœur, en fait, de ce que nous appelons nous, le fondement de notre société. Et la ville d'Angers soutient beaucoup les associations, parce que nous pensons vraiment qu'elles participent et qu'elles contribuent à la cohésion sociale, et indirectement, eh bien, à la paix dans la ville et à la paix dans le monde. Faire de l'amitié, et puis je reprendrai sur l'engagement de la ville aussi, bien sûr, sur toutes nos démarches de soutien à la paix. Hein. Vous savez aussi que le 21 mars, c'est la journée de la paix, que la ville est engagée depuis très longtemps. Je vous offre parcours. Merci. Je m'assois, si vous le permettez. Je vous en prie. Oui. Merci, madame. Votre mode d'accueil qui est très chaleureux. Nous sommes aussi très heureux. Excusez-moi, je m'appelle, je viens de faire le nom que vous avez précisé tout à l'heure, qui est l'initiateur de cette marche pour les droits de l'homme au Vietnam. Et pour quelle raison que je fais cette marche? Car devenu citoyen français, quand je suis arrivé en France depuis 1979, je commence à ouvrir davantage l'esprit sur ce qu'on appelle la République ici en France. Ça, ces devises, liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas que des mots. Et elle est issue de la Révolution.
la lumière à l'intérieur. Et ce sont des trois notions qui sont particulièrement concernées beaucoup de monde dans le monde, beaucoup de pays dans le monde, dont le Vietnam. Alors si on se résume ces mots, liberté, égalité, fraternité, la fraternité, c'est ce qu'on ne décrète pas, mais alors liberté, égalité, ce sont des notions sur lesquelles tout l'État devrait être se perfectionner. On traverse aujourd'hui à Angers, ensuite on prend mon développement, nos gens de la Ferté Bernard, nos gens à l'Assemblée nationale, et si possible, si ça me permet, à l'Élysée. Une lettre que je vais vous transmettre. Que je transmettrai bien évidemment à Monsieur le maire, à Frédéric Béat. Voilà. Je peux l'ouvrir pour bien voir sûr, son contenu. Bien sûr. Alors cette lettre-là, c'est une lettre ouverte au président de la République, écrite par les Français d'origine vietnamienne, pour la communauté en France. D'accord. Donc voilà. C'est le comité pour l'autodétermination du peuple vietnamien. Et vous tous, vous êtes militants où vous partagez le contenu de ce document, de cette lettre. Voilà. D'accord, très bien. Ah ben donc on va retrouver tous vos noms, c'est ça? Non. Non. Ça, ce sont des différentes associations. D'accord. Qui... Oui, là ce sont des associations. Oui, d'accord, je n'avais pas lu. L'association des marins de la République du Vietnam. Ok, l'association des jeunes vietnamiens de France. D'accord. Donc le mien, avec des amis français depuis longtemps, on a milité pour aider les prisonniers au Vietnam. Et le but à nous actuellement, c'est voilà, on profite de l'occasion. D'abord, c'est donc lancer l'idée de faire la marche Nantes-Paris. Et nous, on a profité pour participer à lui et pour alerter l'opinion française. Nous, tous français d'origine vietnamienne. Et on a marché sur cette terre qui a donné naissance à la déclaration de l'homme, la terre de Voltaire, des cerfs de lumière. Voilà, alors le problème, en fait, beaucoup plus précis, le Premier ministre du Vietnam va passer en France, avec invité à la France, une dizaine de jours. Et en fait, en France, on connaît très peu de lui. Alors on essaie depuis un peu, encore plus. On est en train, c'est encore une minute, juste une minute. On est en train d'aider un certain nombre de détenus. Mes amis français nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Chaque fois, on a un cas difficile qu'on a pris par Internet ou d'autres sources, on fait une pétition, on écrit, et on reçoit des nouvelles de là-bas disant oui, ça va beaucoup mieux, il est plus maltraité, etc. C'est tout ce qu'on a pu obtenir jusqu'à présent. Et dès que, quand j'avais appris l'initiative de M. Dong, on s'est dit c'est très bien parce que c'est la seule façon de nous faire connaître, comme tout le monde le disait, de nous faire connaître que nous existons. Tous les opposants politiques ou, comment dirais-je, optionnels sur la façon de travailler dans le pays, ils sont systématiquement emprisonnés. En ce moment, il y a plus de 500 personnes et dont le plus vieux, ici, on pensait que c'est Mandela qui est le plus vieux. Prisonnier politique, chez nous, on a un qui a 38 ans passé en prison. Et il est en train de perdre de point de vue. C'est pour ça que nos amis ici, on vient, on adhère à l'idée de M. Dong pour, d'une part, alerter l'opinion publique française, surtout les politiciens français, pour qu'ils sachent que dans le pays, les droits de l'homme, ça n'existe pas encore. Et surtout, on saute sur l'occasion parce que, avec le Premier ministre, comme M. Donald a dit, c'est le Premier ministre vietnamien qui passe ici, qui est l'invité de l'État français. Et on voudrait dire à l'État français qu'il faut leur faire cette remarque, pour faire au moins que les droits de l'homme reviennent au Vietnam et que tous les prisonniers politiques soient libérés. Parce que
dans un pays où c'est, si les trois, les prisonniers de droit commun, c'est d'accord, mais les prisonniers politiques, il n'y a aucune raison qu'ils restent autant de temps dans les prisons. D'accord. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, nous avons bien compris. Oui, monsieur. Je vais passer la parole. Bien sûr, monsieur. Je vais un peu changer de sujet deux secondes, et surtout pour détendre l'atmosphère qui est un peu crispée là. Bon, ça tombe bien que monsieur le maire vous a délégué parce que vous venez de vous présenter comme un responsable des affaires sociales pour nous opposer contre l'entrée du Vietnam au Conseil des droits de l'homme à l'ONU. C'est notre but principal. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler des droits de l'homme au Vietnam, un pays totalitaire, communiste, unique avec le parti unique qui détient tout le pouvoir. Donc les droits de l'homme n'existent pas au Vietnam. Donc c'est une aberration, ce serait une aberration si on autorise le Vietnam à entrer dans le Conseil des droits de l'homme à l'ONU. C'est tout. Ça veut dire que là, depuis ce matin, vous êtes parti de Nantes ce matin? Non, non. Les jours qui viennent passer au G20, j'ai entendu notre président, M. François Hollande, il a parlé pour justifier la cause pourquoi on doit attaquer Syrie. Il a parlé qu'il n'accepte pas un gouvernement qui tue des gens innocents et qui représaille des opposants. Et que tout ça se passe au Vietnam. Temps pour faire okay. Quelque chose de plus sportif. De plus sportif, c'est déjà pas mal. Ouais. Plus, ok, très bien. Vous avez monsieur. Parmi nous. Ok, très bien. Vous avez monsieur. Parmi nous. Deux anciens prisonniers. Oui, je voulais dire ça. Excuse-moi, tout. Tu es trop ému, tu ne peux pas parler oui. Clairement, donc je vais te remplacer. À ce jour, il a gardé des séquelles très graves et chaque fois qu'on en parle, il n'arrive pas à se retenir, à retenir son émotion. Il faut essayer de le comprendre. Si vous permettez, je vais juste une petite quelques précisions. Sur la vie en étant le système communiste, je crois que c'est marqué. En France, on appelle ces camps de rééducation. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pire que les goulags en Russie, dans le temps. Tout se raconte sur ces camps de soi-disant de rééducation. Mais c'est bizarre. Ce sont des mensonges. J'ai été sauvé par la nationalité de ma femme. Ma femme était française et c'est pour ça que la France m'a racheté. En tout cas, nous avons bien, j'ai bien compris votre message. J'en ferai part au maire d'Angers. Vous savez que le maire d'Angers est très attentif et il prône une politique de solidarité, de respect des droits, que chacun dans cette cité puisse être reconnu, quelle que soit sa ou ses différences. Donc il sera un très bon relais auprès du président de la République de votre cause, j'en suis persuadée. Et je m'engage à lui transmettre l'ensemble des informations. Merci. Et je trouve voilà, votre démarche tout à fait exemplaire. Merci. Elle est engagée, elle est pleine d'émotions. Vous êtes militant et vous êtes des Français à part entière. Voilà, ouais. Et je crois que c'est important. Ouais. Une France terre d'asile avec le respect des individus et des personnes, quelles qu'elles soient. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un voulait encore s'exprimer. Avant de trinquer ensemble à ce verre de l'amitié, de la paix. Ouais. Hein, j'espère que vous avez tous... Voilà, le groupe vous offre ce mot très, très modeste t-shirt qui est... Avec le logo que nous avons. Le logo de la marche. Écoutez, je vous remercie au nom du maire d'Angers. Je vais bien sûr lui transmettre ce t-shirt et avec le message que vous portez. Ouais. Donc voilà. Je vous remercie vraiment. Ah, je peux pas vous héberger tous à la maison. Hein. En tout cas, on ne va pas tous rentrer sur la photo. Venez, monsieur, on ne va pas vous voir. Je fasse la photo. Je vais mettre gestion d'espace. Oh. Voilà. Voilà. C'est bon, est-ce qu'on vous voit derrière? Parce que moi, je suis grande.